Lời nói đầu tiên, Lưu Chí Vĩ xin gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay lời chào thăm trong tình yêu thương của Cứu Chúa Giê-xu. Nhân đây, Chí Vĩ cũng có một vài điều muốn tâm sự cùng quý vị. Trước đây, khi mà Chí Vĩ chưa có tiếp nhận Chúa, thì đời sống của Chí Vĩ gặp phải những rắc rối, những phiền muộn. Ví dụ như là ở trong lòng của mình lúc nào cũng có những cái sự tranh chiến đối với người nghiệp, đối với bản thân mình và đối với những người xung quanh mình nữa. Sau một thời gian đi tìm kiếm một cái chân lý trong cuộc sống, thì Chí Vĩ thấy mình đã mệt mỏi, đã va vấp, đã té ngã và cuối cùng thì cũng không nhận lấy được cái gì, cái điều gì mà nơi mình ước muốn. Thì Chí Vĩ đã có một cái bước ngoặt rất là lớn, đó là Chí Vĩ có cái cơ hội gặp gỡ được Chúa Giê-xu. Sau khi mà gặp gỡ Chúa Giê-xu thì giống như một cái người con mà đi xa nhà cha bao nhiêu năm tháng, sống lạc lầm như vậy, được về chính nơi bắt đầu, đó là ngôi nhà của cha mình. Cha mình đón nhận mình bằng một cái tình cảm, bằng một cái tình yêu, đã dẫn dắt mình ở trong tình yêu thương chính người cha của mình đã dành cho đứa con. Ước mong rằng tất cả quý vị trong đêm hôm nay cũng sẽ là những người con sau bao nhiêu năm tháng mệt mỏi trong cuộc đời, quay về chính nơi bắt đầu, đó là ngôi nhà thân yêu và tình yêu thương của cha mình dành cho mình. Ước mong hết lòng. Tìm về bên chân cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà cha, vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời, lòng con quên đi bóng cha ngày xưa. Đời con như chiên thơ lang thang, lạc đường giữa đêm tối mịt mù. Gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Con như chiêng thơ lang thang, lạc đường giữa đêm tối mịt mù. Gọi tên cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Nhìn cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình. Khi thấy cha ngắm con tươi cười,
đến bên Giêsu nhân từ, khấn xin Chúa Giêsu Cha dấu yêu đôi thầy tôi đây. Xin nhân con Giêsu, cơn giận không bao giờ đau thương, hãy mau quay về với Giêsu người ơi, hãy mau quay về với Giêsu người.